Hello, hôm nay ăn phở. À, phở không có phở Hà Nội. Hôm nay ăn phở Hà Nội. Khoan. Phở Hà Nội. Mềm chưa? Khoắn phải có thịt ống xương ống nữa không? Cái này bà chủ nhỏ, cô chủ nhỏ chứ. Đây, sau món phở là có món tôm hùm. Cái này mày kỹ đi, cái hết này mày kỹ đi, tạm kìa. Cái hết này mày kỹ đi. Tạm kỹ, bảy tạm kỹ. Bảy tạm kỹ là người kỹ đây. Người hai con. Đó, hôm nay ăn tết đàm bạc vậy thôi, nắm đi à. Chấm tệ xuống giúp ăn tết đàm bạc vậy thôi, các bạn thấy. Ăn cho sáng nằm lên giúp lấy đa để năm 2023 tăng tượng nhé. Ăn cho có... Ăn cho có sức lấy đa tăng tượng năm mới. Xong to chứ hai cái dao đó có bỏ. Tôm ở Việt Nam cũng đắt đó, chỉ chắc 700 một triệu, 700 thôi. 700 một triệu thôi. Chắc cái dũng ra cận. Mình nấu được xôi xong có thả có à? Đây. Sợ có lệch chắn không? Bác sang lên chơi này, bác sang lên chơi, cháu mua cỏ gì hết, mua vài con tôm hùm đại bác ăn chơi, ăn tết chơi. Ra ngoài vườn kia, ra ngoài vườn cắt một bụi xạ vô. Con là nửa kỹ không? Nửa kỹ được hả? Thớm nửa kỹ, cao to. Mình đặt vào họ đem tới à? Bắn như tốn thì cũng như tốn. Dạy dụng tốn. Sợ anh nhảy đẹp chứ. Điều lắm ba đơ. Cái sống nó chắc bỏ được cấp 3, 4, 5 con à? Không, mình chứ đâu. Bỏ ít xả vì đâu xong rồi mình nấu muối đó vô, mình nấu cho nước sôi rồi mình thả vô. Cái đáng nè. Mình nấu nước sôi xong rồi mình thả vô sau cho nên cơ. Thì mình luộc thôi. Luộc ăn. Chơi.
bỏ cái thịt bò á, thịt bò kia coi à, dùng thịt phở Hà Nội kia. Chắc ăn ăn tô phở thôi, để bác làm tô phở nhỏ 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 bác ăn, con ăn tôm nữa. Ăn tô phở to quá rồi, nó quá chắc đẹp phở à, khi đó ăn không phải lấy phở đấy thì mình còn có phở được đó. Ăn dụng giả thì mình cũng dụng à, lấy dụng mình giả mà ăn thế được luôn à. Ăn rắn mà bỏ phở nhiều, bỏ nước ít nữa, bỏ thêm nước đấy chứ. À, tôm mới ra lò. Tiền vậy phải không? Cầm con lên con lên. Đấy, mời khách từ Foresta. Nói đi. Nói đi. Nói đi. Mỗi tiêu. Sáu chín nữa. Còn thêm một thau nữa. Ăn để có sức để chào đón năm 2023 thắng lợi mới.
chúc mừng năm mới tiếp. Sáng năm 2023 rồi. Chúc mọi người năm mới sức khỏe, đang đầy hạnh phúc, may mắn. Quý đã để lại cho các anh em chiến sĩ chúng tôi những kỷ niệm rất đẹp. Bao la, để bên cạnh mình anh cũng nhiều người nữa, và những người chơi thì đây rất là.
nay mình chơi một con cua hoa kỳ nữa. Không tiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.